Hello, buổi sáng mọi người. Hiện tại là cái mic của Hằng đã về rồi. Và ngay trong sáng nay vào lúc 8 giờ rưỡi gì đó, Hằng đã nhận được cái mic đang nói chuyện với anh em. Là cái mic Hằng đặt mua ở bên Tây Đăng ở shop. Là mic này á, là vừa là stream, vừa làm vlog, vừa làm TikTok, vừa làm YouTube, vừa được hết nhá. Thì hiện tại Hằng đang test cái mic này, thì anh em cũng như nhìn xem qua cái video mà Hằng làm review cho anh em đó. Đó là Hằng đã quay từ hồi là cái lúc mà Hằng vừa mới test lại cái mic trên Live OBS coi nó ngon nghĩa không. Thì thật ra là sau khi Hằng upload cái video edit review này, anh em đừng có muốn cái mic này về làm mấy cái livestream YouTube, TikTok một cái kiểu á, thì có thể qua tay tiền ở shop đặt một cái nha. Mic thì có giá là Oh 350.000 tiền, my tính luôn tiền phí ship á là hàng mức 30 tiền phí ship nữa, 30k tiền phí ship nữa. Mọi người theo dõi và đừng quên cho hàng một subscriber.